Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, chúng ta cùng một trải nghiệm một cặp loa đến từ Anh Quốc cũng như một âm ly đến từ Nhật Bản. Và đây là hai thương hiệu lâu hàng đầu của hai đất nước và có tính truyền thống thì rất là cao, nhưng mà chúng ta cùng thử xem những dòng sản phẩm này nó có gì khác biệt và tại sao nó tồn tại đến gần 100 năm nay. Đầu tiên chúng ta nói đến dòng Wattfedan Linton. Đây là bản kỷ niệm 85 năm của hãng Heritage, tức là đây cũng là một di sản của hãng. Và với dòng loa Linton này thì khi các bạn cảm nhận thì vẫn thấy một cái sự gì đó nó rất là gần gũi với những khối thùng loa, nó làm tương đối là vuông theo thùng vuông ngày xưa, chứ bây giờ người ta lại không làm cao. Và với cái truyền thống của người Anh thì những dòng loa này thì nó có một cái màu âm nó có khác biệt so với loa cột hoặc loa bookshelf hay không. Tôi thì tôi đánh giá rất là cao cái phần thiết kế của hãng loa này, là vì tại sao với một thùng loa thế này nhưng mà người ta vẫn làm đủ cho các bạn 3 đường tiếng. Cái đầu tiên là về màu sắc âm thanh, các giải tần, băng thông giải tần thì nó sẽ rộng hơn. Cái thứ hai là về phần thiết kế thì tôi đánh giá rất là ấn tượng. Với một số tiền các bạn bỏ ra nó chỉ trên dưới 30 triệu nhưng các bạn đã được các kỹ sư của bên Anh Quốc là đã thiết kế cho các bạn một cặp loa, một cặp chân đúng với một ý đồ. Nhưng cái phong cách đem lại thì tôi thấy thực sự là lịch lãm. Các bạn nhìn xem một khối vùng vuông đẹp như thế này. Vâng, với kết cấu của loa là loa 3 đường tiếng thì loa chép là một loa đôm lụa ở phía trên. Nhưng mà được bảo vệ cái chép này chính là một cái tấm lưới e-căng bằng kim loại đã bọc ở phía ngoài để bảo đảm cho các bạn là cái sự loa chép này lúc nào cũng hoạt hảo tốt. Cộng thêm với cả một cái logo thương hiệu. Nhìn trông rất là hút mắt. Cái phần thứ hai là cái phần của âm trung. Âm trung này thì nó có 13/5, thế là đây là một trong những loa độc lập về tiếng. Thì tôi nghĩ là với những dòng loa Anh thì bao giờ cái chú trọng đầu tiên cũng vẫn là cái âm trung. Đó chính là một cái ý tưởng rất hay của người Anh. Và cái thứ ba là phần giải trầm. Giải trầm này thì nó to hơn mức bình thường. Bình thường ta quắc giải trầm thì nó sẽ rơi vào tầm từ 16/5 đến 17/5, nhưng riêng dòng giải trầm Wattfedan này lại được gia cố rất là chất lượng, mà nó có đường kính lên tận 20 cm, tức là nó to hơn một chút nữa lên cái giải trầm của dòng loa này, thì bảo đảm với các bạn là có một tiếng trầm sẽ sâu êm. Nhưng với một yếu tố đó thì các bạn giữa kết hợp giữa hai cái màu gỗ khác nhau, một bên là một màu nhám đen có độ bóng mờ và một bên là cái màu vân gỗ, thì tôi đánh giá rất cao là với cái sự thiết kế lại của các kỹ sư, các bạn sẽ thấy tổng thể của cái loa này nó rất là hài hòa, đẹp. Và màu vân gỗ này thì chúng ta sẽ được có nhiều sự lựa chọn với các màu vân gỗ khác nhau, nhưng mà tôi thì tôi thích cái màu vân gỗ. Cái này nó như là màu ốc chó, nó ở dạng nhạt hơn một chút. Nhưng mà để mà phối ghép cùng với cả các style ở trong nhà thì tôi thấy đây là một tính hiệu quả rất là cao. Còn về phía phần ngoài thì có một cái tấm e-căng. Vâng, e-căng thì người ta đã làm ở phía phần trên này nó hơi thu nhỏ lại, và ở phía dưới này thì nó sẽ rộng ra và vẫn giữ cái nét truyền thống, đó vẫn là dùng các cái đinh vấu để bắt cái e-căng này vào. Và mặt đằng trước này thì nó là một cái tấm mút mỏng để giữ được cái màu sắc âm thanh, tức là cái tín hiệu âm thanh nó sẽ qua đây là chính, và đảm bảo cho các bạn là luôn được dùng những cặp loa này ở trong cái điều kiện hoàn hảo. Nhưng các bạn cũng phải hết sức lưu ý với cặp loa này, vì cặp loa này là nó sẽ dùng hai phương pháp đánh. Một là phương pháp nếu mà loa tweeter, tức là chép để bên trong, thì các sóng của giải cao nó sẽ được tụ âm hình tốt hơn. Nhưng nếu với các bạn mà muốn để loa gần một chút thì các bạn sẽ để cái loa chép này ngược lại, thì là âm hình nó sẽ nở ra phía ngoài và nó sẽ bị cảm, nếu như người nghe bình thường người ta sẽ cảm thấy là cái pha của mình nó sẽ bị lệch. Thì tùy theo cái gu chơi của mỗi người, vì đây nó là một cái phong cách chơi, thì cái này thì cũng không ai quy định là mình phải để bên nào cho nó chuẩn. Cái này thì tôi chỉ hướng dẫn thêm cho các bạn. Còn về phần vân gỗ đây, các bạn nhìn xem, với một phần gỗ lạng tự nhiên đẹp như thế này. Vâng, với các phần tom gỗ đây thì tôi đánh giá là đây là một trong những sự thiết kế. Nhưng mà cũng đúng thôi, vì đây là bản 85 năm thành lập hãng, nên coi như là cũng sự chăm chút là cũng hoàn toàn là có một cái nét đẹp riêng. Và đằng sau này thì nó có một cái tấm bảng mạ đồng, tức là đây là chữ Wattfedan Linton 85 thành lập hãng, và đây là một cái cỡ Anh. Và để tăng độ nhạy cho cặp loa thì dòng Wattfedan này chơi cân bằng hai đường dẫn khí đằng sau, đó chính là hai lỗ thoát hơi. Nhưng mà đằng sau này thì người ta đã làm cũng rất là cẩn thận, người ta còn làm cả lưới để bịt các loại côn trùng có thể chui vào trong này. Đó.
Và cọc loa thì đánh ở dạng cọc đơn và phân tần ở chất lượng ở dạng cao. Đấy là dòng Linton 855. Tôi thấy đây là một trong những cặp loa mà chơi ở cái phân khúc này cũng đã rất là tuyệt vời. Lại được hỗ trợ thêm một cặp chân để làm sao cái sự tính toán của các giải cao cũng như điểm âm trung cũng như giải trầm ở cái điểm rơi tốt nhất thì người ta đã thiết kế riêng cho các bạn bằng một đôi chân sơn tĩnh điện rất là chất lượng. Nói về hình thức thì tôi thấy có sự kết cấu rất là hài hòa. Thứ nhất là kết hợp giữa phần mạnh mẽ của sắt và sự mềm mại của gỗ. Nhưng mà cái sự uyển chuyển của loa này thì là bốn cái chân này, đó người ta sẽ làm sang một định dạng là chân cân bằng. Và phần thứ hai tức là chống rung hai lớp. Ở trên này người ta cung cấp cho bạn một cái lớp chống rung nhẹ ở trên này, tức là nửa hình tròn bán kính ở trong này để cặp loa này khi đặt trên cái chân này rất là chắc chắn. Đó. Còn phía dưới này thì người ta lại tạo cho các bạn thêm một hệ thống chân côn và có chén hứng. Còn ở đây thì với một thiết kế đẹp thì người ta có thể để đây là để đĩa cũng là vẫn vừa nha các bạn nhé. Hoặc nếu không thì các bạn có thể để những quyển sách hoặc là một số đồ vật ở đây thì tôi thấy cũng rất là tuyệt vời. Cái dòng loa này tôi đã nghe thử khi cắm lên ngay. Tôi thấy với giá trị của cặp loa này thì tôi đánh giá cũng rất là hay. Nhưng người Anh thì tôi thấy khi kết hợp cùng với những dòng sản phẩm đến từ Nhật Bản, đó là những dòng Denon hay Marang, thì tôi thấy dòng Denon thì tôi rất là thích. Đầu tiên thì khi các bạn nhìn vào cặp chiếc âm ly Denon thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái âm ly nó có hai màu truyền thống, tức là màu đen và màu én bạc hoặc là màu bạc. Thì âm ly này thì bao giờ là cũng được các kỹ sư bên Nhật Bản đánh giá rất là cao, là vì cái sự chỉn chu của trong chiếc âm ly này. Và khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ nhận ra ngay đầu tiên chiếc âm ly Denon đó là cái gì. Đó là một cái nút ở giữa rất to, nó dùng để thay cho nút volume. Đó, bao giờ là cũng sẽ to hơn bình thường. Đấy. Và thứ hai là cái màu điểm xuyến của nó là với những ánh bạc, khi nó có tiếp xúc với cả ánh sáng thì nó sẽ tạo được cho mình một điểm nhấn hút mắt hơn. Và dòng Denon này là một trong những dòng Denon cao cấp 1600 RE, lên nó được sử dụng những dòng siêu tuyến tính cộng thêm mấy cả hệ thống sò muffet, thì tôi nghĩ đánh giá đây là một trong những âm ly chất lượng. Và dòng âm ly này thì tích hợp thêm cho các bạn cả một hệ thống PMC, tức là BCM, tức là cái hệ thống của kỹ thuật giải mã từ chất lượng số AL32 để cho các bạn có một đường chơi tức là lên tận 32 pit ở định dạng chất lượng cao nhất, hoặc là các bạn chơi ở phần nhạc số cũng đảm bảo cho các bạn là có một sự kết nối dễ dàng cho các bạn. Đó là một cái điều tối ưu khi chơi dòng sản phẩm thuần analog này nhưng mà có sự hỗ trợ. Nhưng dòng Denon này thì bao giờ cũng cho cái sự các bạn cái sự mềm mại được. Đấy, người ta các âm ly khác thì người ta sẽ đưa cái này về phần thẳng, nhưng mà với dòng này thì người ta sẽ làm cái hệ thống có sự bom bê hơn. Vâng, chữ Denon đây thì là in chìm bên trong, sau đó được làm sáng lên bằng chất thép mạ. Và bên này thì là những nút chỉnh của standby, còn bên này thì là những nút chỉnh để mình có thể chỉnh chép bát, tức là mình có thể tăng gain hoặc giảm độ trầm sâu hoặc là muốn tăng giải cao lên. Còn đây là cái thử của bên vế trái và vế phải. Nhưng dòng này nó cho các bạn thêm một cái đường suộc chơi direct, tức là bạn không được chỉnh âm sắc nữa. Thì với những ai mà người ta muốn thử một màu sắc âm thanh hoặc muốn thử một cái đĩa ở một cái tính chất nguyên bản gốc thì người ta sẽ chơi thử được bằng đường này. Nó cũng là một cái tối ưu. Còn bên này thì nó có một cái đồng hồ LED nhỏ để các bạn báo hiệu là các bạn đang chơi ở suộc nào. Có thể là chơi phono hoặc là có thể là chơi CD hoặc AUX. Nhưng tất cả những yếu tố đó thì đã làm lên một thương hiệu Denon này hoàn hảo với một màu chất âm. Và dòng Denon này tôi rất thích là khi nghe giọng ca sĩ ở cái phần giải trung trung cao thì các bạn sẽ cảm nhận rất rõ nét về cái lấy hơi của ca sĩ hoặc tiếng đàn guitar hoặc là nhạc cụ mà có chất acoustic thì nó nổi trội hơn so với cả một số chiếc âm ly cùng phân khúc tiền, nhưng mà hiệu quả thì chắc nghĩ không bằng được dòng Denon này. Đây là một chiếc âm ly rất tôi đánh giá rất hay. Và dòng Denon này thì mình có thể chơi được một lúc hai cặp loa liền cũng được. Nhưng mà theo tôi thì mình lên chơi và chú trọng hơn là phần setup. Và để cho dòng sản phẩm với cả bộ đôi này nó kêu được hay hơn, đúng ý mình hơn, thì mình lên đầu tư sâu hơn một chút về nguồn dây dẫn, tức là dây loa, dây RCA và nguồn. Là vì những cặp như thế này là những dòng rất hay, nhưng mà nó có cái tính độ nét và độ tương tác nó hơi cao. Nên chính vì thế tôi muốn các bạn là muốn đầu tư sâu thêm về cặp dây. Và cặp dây tôi đề xuất với các bạn đó là những cặp dây có
cái sự dẫn đồng hoặc là chất lượng đồng nó tốt để nó cân bằng lại cái giải âm thanh, thì giải trầm nó sẽ xuống thật thật sâu, và giải trung trung cao thì nó vẫn giữ được cái sự rõ nét, đó là một cái sự hoàn hảo. Còn bây giờ cũng không phải để các bạn đợi lâu, sau đây thì tôi sẽ mời các bạn cùng tôi test 1-2 bài nhạc để cho các bạn có một sự cảm nhận về bộ đôi, một đôi loa đến từ Anh Quốc và một âm ly có bây giờ truyền thống, đó là hãng Đờ Nông. Bây giờ mời các bạn. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh.
chiếu. Vâng, trong một khung cảnh rất là lãng mạn, giữa có những cái đèn màu cộng thêm với cả một bộ đôi, tôi nghĩ là trông rất là vintage. Thì tôi thấy thật nhiều cảm xúc khi nghe những bài hát của Quỳnh Lan cũng như của Quang Dũng. Ấn tượng. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi điểm đến của người yêu nhạc và có những ưu tút hay nữa gửi tới các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem ưu tút của Thiên Hà.